Tuần lễ văn hóa Nhật Bản năm 2013 sẽ diễn ra trong 5 ngày với nhiều hoạt động phong phú, mô phỏng lại không khí vui tươi của lễ hội, văn hóa ẩm thực và các trò chơi truyền thống của đất nước mặt trời mọc. Bên cạnh đó, hội thảo khoa học quốc tế về Nhật Bản xưa và nay cũng sẽ diễn ra trong khuôn khổ tuần lễ vào ngày 15 tháng 10. Tiếp đó là buổi trưng bày các hiện vật về Nhật Bản sẽ diễn ra trong 2 ngày, 17 và ngày 18 tháng 10. Tuần lễ văn hóa Nhật Bản năm 2013 được đánh giá là một không gian cởi mở và sáng tạo dành cho những ai yêu thích, quan tâm đến đất nước, con người, văn hóa Nhật Bản.